Ok, xin chào các bạn, mình là Best Việt thì mình sẽ làm một cái clip nhanh để nói cho các bạn biết là dạo này mình rất là bận. Thứ nhất là hàng tới thì có người muốn nhận hàng á, thì hàng không tới, mà cái người hàng tới thì lại không nhận. Đây nè, các bạn có thấy một con Discolus nó đã ra đi cứu nước rồi nè. Đó, còn đây là đống Selin nữa. Chung rất là nhiều rồi, mình còn đang đóng hàng đi nữa nè. Đang đóng hàng để đi đi đưa cho mấy người bên nước nước khác nè. Rồi rất là nhiều nhiều nữa. Cho nên các bạn cứ từ từ, mình sẽ thu xếp thời gian và trả hàng từ từ. Và thứ hai nữa là mình đang đợi cái đợt hàng từ Hồng Kông, Hàn Quốc và Trung Quốc về Việt Nam. Nhờ nó là từ ngày 12, 13, 14 là trong 3 ngày này nó sẽ về liên tiếp. Cho nên ra mình không có thời gian để coi như là read tin nhắn hay là làm bất cứ cái chuyện gì mà kể cả đi ship cho các bạn luôn. Mình hứa rất là nhiều rồi. Mong các bạn cũng thông cảm nha, đừng có hối. Tới các bạn mà càng hối là các bạn mình càng rối đầu, và rối đầu càng rối là càng không giải quyết nhanh được đâu. Và cảm ơn các bạn đã xem, bạn hãy nhớ nhấn like, subscribe và cũng như là hãy đợi hóng cùng mình cái đơn hàng sắp về. Thì nó có cả Bintour AV á, Bintour Goti, Mexican Blood là một số dòng nữa, rất rất là nhiều, chắc chắn là Salomon, Coolie đồ thì chắc chắn sẽ có cho các bạn luôn, và giá sẽ cực kỳ rẻ, bảo đảm với các bạn rẻ hơn một nửa so với những nơi khác. Cảm ơn các bạn đã xem.